Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, thì tập hôm trước chúng ta đã may mắn thu phục được em Legendary Kiddo đó, bằng Pokemon thường luôn nha các bạn đó, quá đã luôn. Thì tập hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục phiêu lưu. Và nếu may mắn thì mình cũng hy vọng là có em huyền thoại nào đó xuất hiện. Ở đây trước mặt mình là con Minh Phu hả? Đây là miếng phở hả? Còn con kia là miếng xào hả? Trời ơi, tập trước mình có lỡ tay giết con miếng xào rồi. Tập này phải cố gắng để mà thu phục cái con miếng phở này mới được. Ok. Mấy con boss bình thường nó hay đổi màu như vậy đó. Trời ơi, ghê quá. Swanna thì sao? Có được nửa cây máu rồi đó. Cổ lên Swanna. Ui, đánh Swanna của anh kìa. Kinh khủng thiệt. Chúng ta chắc dừng tại đây thôi. Không thành công rồi, dừng tại đây thôi. Trời ơi. Ok, chắc mình cố tới cùng đấy các bạn ơi. Nó đánh cũng rất là kinh khủng. Một con boss mega, trời ơi. Boss mega lận mà nó mạnh là phải rồi. Để mình chơi cái con Fenfei này thôi. Đây là boss uncommon. Đó, mấy con boss này thì dễ chơi hơn nhiều. Chúng ta có thể có cơ hội chiến thắng đó. Khổ lên nào anh em ơi. Trời ơi, cũng cầu máu có chút xíu rồi. Đau đầu thiệt chứ. Bây giờ sao mình bị nói lắp không vậy ta? Trời ơi, giúp cái con Incineroar của anh rồi. Swanna, ra cứu cánh đi. Cứu đi Swanna. Rất là nhiều máu luôn nha các bạn. Và lần này Fenfei phải chết. Ôi, nó mạnh quá vậy. Không sao, vẫn còn kẹo dẻo. Vẫn còn niềm hy vọng cuối cùng. Mày hả con? Nó cho mình một cái Ray Candy nè. Wow, xịn nha. Hôm giờ mới được thấy được cái Ray Candy các bạn. Cái này thì ở trong đây nó không cho chế tạo. Đau đầu. Không cho chế tạo thì thôi. Rồi, thu phục nó luôn. Fenfei. Nãy giờ đọc nhầm là Fenfei nữa chứ. Fenfei, cố lên nào. Đó, thu phục được ngay. Rồi. Ôi ôi, vùng này hết cái gì hết rồi. Ok, mình sẽ đi dạo dạo một tí ở cái vùng mà Stream Hill này cơ sở nha. Stream Hill. Trên đây có gì hay không? Con ma chớp này thì mình có rồi. Con này sao nó hiếu chiến quá vậy? Cho mày một hit đi ra đảo luôn nha con. Cho mình Copper Son nè, cũng xịn nha. Gần đây không có Pokemon nào mới hết vậy. Buồn thiệt chứ. Trời ơi, vẫn không có con Pokemon nào mới luôn. Trăng nó lên rồi các bạn ơi. Chúng ta bắt đầu cảm nhận được cái ánh sáng rồi đó. Quá xịn.
Extreme U. Trời ơi. Ok, dưới đây có gì hết hay không? Chắc mình phải tiến hành bay đi thôi. Trời, đứng dưới này công cốc quá vậy. Trên đây thì sao? Trên đây cũng không có gì hết luôn. Ờ, đây đây đây. Đâu rồi con Suana của mình? À da. Đây đây, có hàng rồi. Đây, Raveler. Lụm nó luôn nha các bạn. Đây là tiến hóa cấp 2 của con Geodude nè. Geodude, tiến hóa cấp 2 đó các bạn. Và những con này thì nó rất là trâu. Cái sức phòng thủ của nó gọi là đáng kinh ngạc đó. Nhưng mà mình đang đốt nó rồi. Trận này thì đừng hòng thua cuộc. Lụm luôn bằng Dustbone nha. Thu phục nó luôn. Dustbone, cố lên nào. Và ta-da! Reveler đã vào trong PC của mình rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Cái con Geodude này nó thích gây chuyện với bên ta. Đánh cho nó chừa ra mới được. Đúng là mấy cái con Pokemon háo thắng mà. Trời ơi, cho mày chết nha. Cái tội háo thắng nè. May nè con. Nó cho mình một viên Flink. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không có cần thiết đâu. Đây có một cái Thunderstone nè. Đây. Em gì đây? Như là Clefairy. Lụm nó luôn nha các bạn. Con này thuộc hệ tiên nha. Và nó khá là cute luôn. Sao này Clefairy. Lượm nó ngay. Một quả thành công luôn. Ghê quá vậy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Bên đây có một con nữa nè. Clefairy. Lần này thì mình sẽ đánh nó nha các bạn. Con này cấp 50. Trời ơi, con nãy cấp thấp, con này cấp cao. Trời ơi, hơi bị cay. Nhưng mà thôi kệ, cũng không sao các bạn. Cứ giết nó thôi. Nó cho mình cái cộng hành nữa chứ. Rồi. Lavista. Thử cái vùng rừng núi này có gì hết không. Nhìn nó ánh lên rất là đẹp ha. Shader nhìn khá là đã. Nhưng mà vào buổi tối thì hơi bị không thấy đường. Hôm nay nó vậy á, phải cầm đuốc đúng ngày gì cơ nó mới thấy đường lật lợn. Trời ơi. Rồi mình lại tiếp tục đi mở thêm những cái vùng mới thôi các bạn ơi. Tiếp tục qua bên đây thử có gì hay không. Có con hút hút. Và ở trong đây có gì hết. Có một em đây là Vonbit nha các bạn. Vonbit hình là con ong thì phải. Để mình qua cho các bạn xem nha. Nó có cái con Illumai luôn. Nhưng cũng là bật tiến hóa hay sao á. Nó rất là đẹp luôn. Illumai nó cực kỳ đẹp. Nó y chang con Vonbit này luôn. Hai con nó y nhau, chỉ có nó thay đổi màu sắc thôi. Nhưng mà nó đã đổi tên rồi. Đau đầu thiệt. Rồi lần này thì Vonbit có thành công hay không. Thành công liền. Mình thấy có con Rubin mới ở đây nè. Rubin ở đây, nó đây rồi. Nhìn to hơn nha. Nhìn to, nhìn mũm mỉm và nhìn rất là đẹp luôn. Tranh thủ thu phục nó ngay. Liverpool thẳng tiến thôi các bạn. Và thành công. Yes. Tưởng không thành công là quê chết. Bên kia có một con Vonbis nữa kìa. Để mình dứt nó luôn. Hình như con này nó cho mình tơ nhện đó các bạn. Hay còn gọi là chỉ đó. Dứt mày luôn nha con Vonbis nè. Slash đó. Một hit là đi thôi. Cho mình 3 chỉ luôn. Con này ngon. Nhưng mà nó xuất hiện vào buổi tối. Nói chung là quá được. Có một cái Poké Chest ở phía bên này. Mình qua xem thử có cái quyển skill này hot hay không. Spinara hả? Spinarak. Ok, cố gắng thu phục nó thôi các bạn ơi. Spinarak không có gì phải sợ. Và thành công liền. Rất là tuyệt vời luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa.
Nói chung thì khu rừng này quá là ổn ha, có thêm nhiều em Pokemon mới nữa. Đây là rừng rừng thông các bạn ạ. Rừng lá kim đấy. Ok, đi tiếp thôi các bạn ơi. Bên đây có một con Ori. Cái con này là cái con chim lửa nè, nhưng mà đây là cái hệ khác các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Có khá là nhiều hệ đó, cái con chim này rất là bá đạo luôn. Để mình search tên nó xem. Khi nào mà gặp thêm mình sẽ bắt. Bây giờ chúng ta cùng so sánh giữa hai con chim thử có gì hot. Nói chung thì con này nhìn nó đẹp hơn rồi đó. Nhìn bộ váy nó rất là đẹp luôn. Mình thấy không? Quá tuyệt. Trời ơi, nhìn nó như con Ho-Oh vậy. Oricorio. Trời ơi, đó, nó có vương miệng luôn cả các bạn. Lông cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, cái đuôi y chang con Ho-Oh luôn. Đã nha. Con này nó hệ tâm linh. Một con hệ lửa, một con hệ tâm linh. Cũng khá là hay. Ok. Ở đây chắc mình sẽ thay cái dàn Pokemon ở trong đây. Tiếp tục thôi. Tiếp tục lên đường. Sao bị lỗi vậy? Tiếp tục lên đường nào. Để mình đi tiếp và thử khu rừng này có thêm em Pokemon nào hot hay không. Pokemon nào chưa có là mình sẽ thu phục ngay. Ok, mình đã tới được cái núi đá và mình thấy được có hình như cái con Rappy thì phải. Và một con gì nhìn rất là lạ đây các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng coi thử nào. Nó là con cá đuối các bạn ơi. Wimbot. Trời ơi, trời nó luôn. Wimbot hả mày? Ôi, quá tay nó chết rồi mà nó cho mình chỉ luôn. Trời ơi, đáng tiếc thì chứ. Ok, Rappy. Cua hả? Con cua định chạy đi đâu đây? Mình sẽ tiến hành thu phục nó trước bằng Dust Bowl. Chà, như là Dust Bowl quá trễ rồi. Mặt trời nó bắt đầu lên rồi các bạn ơi. Và Dust Bowl nó vẫn thành công luôn. Thôi, xịn nhang. Để mình search tên Zoroark và Zorua đó. Bữa mình gặp nhưng mà mình không có thu phục. Gặp ông Zorua thôi. Gặp Zoroark. Ok, dưới đây có mấy con hải âu nè các bạn. Xịn nhang. Hải âu. Lụm mày luôn. Ây da, khó quăng trúng quá à. Cấp 24 hả? Tưởng quăng hụt nữa chỉ là chết luôn á. Liverpool, có lên nào Liverpool ơi. Và lần này thành công rồi các bạn ơi. Quá xịn. Lại có thêm một em Pokemon mới được rồi. Rồi, lại lên đường. Tiếp tục cuộc phiêu lưu của chúng ta. Hồi này có khu núi lửa luôn nè. Hình như vùng này là Stone Beach đấy các bạn. Biển đá. Cũng là vùng xuất hiện cũng các Pokemon cực kỳ hiếm luôn nha. Stone Beach. Vùng này thì thuộc trong top những vùng hot. Cũng khá khó tìm. Các bạn nào thích tìm thì có lên trang trinhbay.com để mà tìm nhanh đơn giản hơn thôi. Bên này có gì hot không? Có cái Poké Chat nè. Qua lượm một phát coi thử nó có gì. Đâu rồi? Đây. Bing. Trời ơi, chúng ta được thêm một cái để tăng EV nữa các bạn à. Cái này thì cũng khá là xịn đấy. Staravia. Con này tập trước mình không có thu phục. Tập trước nó bỏ qua nó hai lần rồi. Tập này phải thu phục nó mới được. Electroball. Quá đà các bạn ơi. Quên nó hệ bay. Mình xài skill hệ điện. Trời ơi, xin lỗi nha. Ở đây có con Whismur. Lụm mày luôn nha, Whismur. Con này là cấp 1 của cái con loa phát thanh đó các bạn. Nó mà la là điếc đầu luôn đó. Trời ơi, xong ngay. Mấy con miếng phở này nhiều quá ta. Miếng phu quá chừng luôn. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình thôi các bạn.
Dream Hill. Wow, xịn nha. Stone Beach đây, đây là vùng Stone Beach đây các bạn. Ok, mình sẽ bay ra biển xem thử có gì hot ở ngoài đây hay không. Đi ra biển kiếm những cái vùng mới thôi các bạn ơi, quanh quẩn những cái vùng này hoài nó cũng chán. Chúng ta sẽ kiếm vùng mới và đi thống trị nó. Ok, vẫn là biển, biển mênh mông luôn, vẫn chưa thấy đất liền các bạn ơi. Trời ơi buồn quá vậy, có vẻ là bay phải một đoạn nữa thôi chúng ta mới thấy đất liền. Oh, có Ultra Jet đâu nè. Và wow, đây là đất liền các bạn ơi, xịn nhan. Oh, đây là vùng Savanna. Wow, nhìn ngầu nhen. Oh, quá đã luôn. Để mình lượm cái Ultra Jet này trước cái đã. Oh, được quyển skill nè, cũng được. Secret Power hả? Ngon. Rồi, tới vùng Savanna là chúng ta sẽ gặp thêm những con Pokemon mới nữa rồi. Thằng này thì quá tuyệt luôn, đúng cái mục đích của chuyến phiêu lưu của mình luôn nè. Rồi mình sẽ đặt là Savanna đó, để mà vàng đi cho nó nổi. Đó, có gì mình teleport qua đây cho nó dễ, đỡ mất công phải bay qua bay lại nha các bạn. Trước mặt là một cái Pokéchat hả? Ồ, cách mình cũng khá là gần ha. Savanna ngon thiệt chứ. Có vẻ đây là một cái vùng sauna bự đó. Ồ, đây Electrai hả? Chơi nữa nha con, để mình lượm nó luôn bằng con Owen bằng quả Liverpool đã. Bị rối. Liverpool, có lên nào. Và lần này thì thành công quá dễ dàng luôn. Trời ơi. Lại thêm em Raihan. Ồ, Raihan xuất hiện ở đây luôn hả? Nó đã fit, nó không còn do Raihan ở Mesa nữa hay sao vậy? Quá xinh rồi. Lần này thì ngon rồi, chúng ta có thể dễ dàng kiếm thêm nhiều Pokemon ở vùng Savanna này luôn. Emperor nó các bạn ơi. Còn Raihan này, ồ. Ui, nó làm gì nó mạnh vậy? Nó làm 2 hit cái con Incineroar của mình đi luôn. Chỉ với 2 hit thôi. Đau đầu thiệt chứ. Raihan. Raihan có lên nào. Và không thành công. Nó lại đánh mình nữa kìa. Tiếp tục Pokeball. Pokeball lần này thì sao? Lần này thì rồi, có vẻ là thành công rồi đó. Ngon stream. Ồ, bên đây có một em nữa, Nidoran. Lượm mày luôn nha con. Nidoran. Ồ, cấp 16 hả? Vậy thì tha hồ mà dùng Liverpool rồi. Xịn nha, xịn nha. Và thành công quá dễ dàng luôn. Coi thử còn con nào mới đi không. Ồ, bên đây, bên đây. Bên đây có hàng mới các bạn ơi. Ồ. Đây có Crystal nè, cái này chúng ta có thể dùng để làm mấy cái tool được. Các bạn thấy không, mình dùng cái sản bằng Sapphire và cái rìu bằng Ruby đấy các bạn. Nó có sức mạnh ngang ngửa với lại Iron luôn á. Đừng có đùa. Ồ, và đây là Nidoran cái hả? Trời ơi, mày luôn nha con. Nidoran cái và thành công, thêm một con nữa rồi. Ta-da! Quá đã luôn. Ồ, bên đây có thêm con hình như cấp 2 nè. Đây là Nidorino nha các bạn. Và cấp 2 của con Nidoran cái là con Nidorina đó. Nidokin, Nidowin. Khá là nhiều. Ồ, Edkan, con này mình có chưa? Có rồi hả? Có rồi thì dứt mày luôn. Trời, cho mình thịt thúi. Mình đâu có cần đâu. Clefairy. Lại là con này. Con này xuất hiện ở đây hoài vậy. Dứt mày luôn con. Một hit thôi nó cho mình hai cộng hành nữa chứ. Trời ơi, lại hơi bị lầy đó nha. Ồ, Rowlite. Nhìn không kỹ. Ồ, có con ngựa xám xét kia nữa kìa. Ngựa điện chứ. Rowlite đã thu phục thành công rồi. Đó, mình sẽ qua cái con
con ngựa này. Ây da, Blitzo, có lần nào Blitzo có thành công hay không? Và ui, không thành công các bạn ơi, khó quá à. Có vẻ khá là khó thu phục đây, mình sẽ cấu máu nó đi. Chắc mình dùng luôn Fury Sweep. Ôi ôi, mạnh quá. Dùng Fury Sweep nó chết luôn rồi. Đau lòng thiệt. Ồ, dưới đây có con Magikarp nè. À, đây là tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi tiến hóa mấy con Magikarp nha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi bắt nó và tiến hóa luôn nha các bạn. Tiến hành thu phục Magikarp thôi nào. Ồ, con này các bạn ngon đấy, cấp 20 luôn mà chưa tiến hóa nè. Wow. Liverborn nào. Cấp 20. Hình như con này nó từ chối tiến hóa đấy các bạn. Và thành công rồi, quá xịn. Để mình lên trên bờ cái đã. Ok, và... dưới đây có thêm một em Magikarp nữa nè. Mình sẽ không đụng tới mấy con bó môn hệ nước đi. Chúng ta sẽ dành nó vào một tập kế tiếp. Còn Magikarp này mình phải thu phục mới được level 17. Chúng ta sẽ cố luyện 3 level nữa là được. Đó, rất là dễ dàng luôn nha các bạn. Caravan. Còn lại là con này nữa hả? Được, trước mình có đánh với con này rồi mà. Trời ơi, khóa tay giết chết nó rồi. Ok, lại tiếp tục cuộc hành trình thôi các bạn ơi. Mình đã trở về nhà rồi. Thì ở vùng Savannah chúng ta không thể triệu hồi sấm sét được. Mình phải qua về nhà mới triệu hồi được nha các bạn. Và chúng ta sẽ triệu hồi sấm sét bằng cái con Minin. Nó có skill Spark nè. Và mình sẽ tiến hành cho nó phóng điện vào con Magikarp luôn. Nó đã biến thành zombie Magikarp rồi nha các bạn. Và các bạn thấy cái màu nó cũng tươi hơn, cũng như là cái mắt nó thành chữ X rồi, khác với con Magikarp thường. Đây là cách để chúng ta có thể có thể mà có được con zombie Gyarados nha. Có được zombie Magikarp là tất nhiên sẽ có được zombie Gyarados rồi. Ok, cùng tiếp tục cuộc hành trình thôi. Ba chat hả? Chơi đủ nha con. Ở đây có con có hô cơ cổ kìa. Girafarik. Chơi mình luôn. Hô cơ cổ với cái đuôi nó cười nữa chứ. Ghê thiệt chứ. Đáng sợ thật. Hô cơ cổ hả? Chơi mình luôn nha con. Đúng là vùng Savannah nó phân bố mấy động vật cũng khá là hợp lý cho các bạn. Hay thật. Cố lên. Thôi như đây đủ rồi. Câu nó quá nhiều máu rồi. Dustborn thì sao? Dustborn có thành công hay không? Phải cố lên mới được. Phải cố lên. Và Tala Girafit của mình đã thành bộ cái mon của mình rồi. Ba chat hả? Cái này hoài vậy. Thêm một con nữa đây. Là Reaper nha các bạn. Cấp 1 của con Excalibur đấy. Sẵn mình lượm nó luôn. Nó bút. Bút cái gì đẹp quá vậy? Bút đẹp nha. Giờ phải thu phục rồi. Nó lại bút tiếp tục. Dustborn. Tối là cứ dùng Dustborn thoải mái thôi các bạn ơi. Như thế nó sẽ tăng được cái tỷ lệ bắt hơn của chúng ta. Thành công ngay. Có con Hotbot Batrat kìa. Chơi mình luôn nha con Batrash. Đâu rồi? Nó nằm đâu rồi? Nằm tuốt ngoài này hả? Chết mày luôn rồi nè. Ây da, đau chưa? Đau chưa? Cho mày chừa nha. Mày nè con. Nó cho mình Clay. Và mấy cái Perry kia, African kia thì mình không có cần. Ok, bộ cái chết nữa hả? Qua nhặt xem thử có gì hết. Ba chat này. Ây da,
Chết, mình quên để cái XP xe vào mấy con Magic Cap rồi, để mình chuyển qua. Mình để nhầm con level 17. Đáng lòng thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung tiến hóa con zombie Gyarados trước nha. Chala. Trời, không được gì hết. Rồi. Ồ, đang bay thì phát hiện được cái vùng sa mạc các bạn ơi. Ồ, mở rộng cái vùng savanna đây thì chúng ta gặp được cái vùng sa mạc nữa nè. Rất tuyệt luôn. Mình sẽ lâu là Dishart. Lâu màu cam cam đi. Ồ. Đó. Lúc cần thì mình sẽ teleport qua. Và hôm nay thì chúng ta chỉ khám phá savanna thôi. Không quan trọng vùng Dishart cho lắm. Ồ. Mà chiếc cáp tính chạy đâu vậy? Hay da. Đó, trúng rồi. Rare bird mày nè con. Đó, skill đó nó sẽ tự làm mất máu của mình luôn đó. Ghê lắm nha các bạn. Và lần này thì chết mày nè. Ồ, lại thêm một cây kẹo nữa. Quá xịn. Quá xịn luôn. Rồi, chúng ta sẽ trao đổi mấy cái này trước ạ. Ồ, có con Gibble ở đây luôn. Ồ, Gibble xuất hiện ở vùng Dishart hả ta? Xịn vậy? Làm nó luôn bằng Liverborn nào. Gibble. Đây là cấp 1 của con Gatchum nha các bạn. Ồ. Ồ, Liverborn không có tác dụng. Dustborn thì sao? Trời, nó cũng mới sáng thôi. Chưa sáng. Chắc có vẻ là Dustborn sẽ thành công đấy. Ồ, không được luôn. Liverborn phát nữa nào. Con này coi bộ khó thu phục nha. Trời ơi, nhìn vậy thôi mà khó thu phục quá vậy. Và lần này thì thành công rồi. Quá xịn. Ok. Mình chỉ thu phục một con thôi. Còn còn lại chúng ta sẽ quay trở về Savanna để mà thu phục tiếp tục. Tập hôm nay là tập của Savanna. Để mình sẽ chừa tập Dishart là tập tiếp theo nha. Ô, mình khám phá đâu cái Savanna mới nữa nè. Trời ơi, nó rất là rộng luôn nha các bạn. Nhưng mà tiếc là chưa thấy ngôi làng nào ở trước quanh đây cả. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Thôi nhìn xịn nha. Để mình tìm thêm mấy em Pokemon thế nào. Tìm thêm mấy em Pokemon mới. Nidorino, này mình có rồi. Đang cần lắm một con Nidorina đó. Ồ. Moonshark hả? Ngon. May quá. Giúp mấy con đó nó ra được Moonshark cho mình các bạn ơi. Và đây là Cider. Nãy mình có sợt tên của nó rồi. Chúng ta sẽ cố gắng thu phục cái con này luôn. Để mà cho cái hành trình sau này của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nha. Đó. Mình sẽ đốt nó trước à. Hình như nó mang hệ bọ. Nó mang hệ bọ nên đốt nó cũng thường thôi. Hơn là nó không có bị khắc hệ như quá nhiều. Ồ, nó boost gì nữa kìa. Mày boost hả? Thu phục mày luôn chứ boost. Thu phục mày luôn nè. Ồ, không thành công rồi. Quả đầu tiên nó không thành công rồi. Ta sẽ kiên trì lên nha các bạn. Tiếp tục là quả Pokemon kế tiếp. Ồ, vẫn không thành công luôn. Trời ơi, con này khó chơi quá vậy. Pokemon, lại là Pokemon nữa. Khó chơi thì chúng ta sẽ cố gắng tới cùng luôn. Ồ, nó vẫn boost cái gì lên đó các bạn. Boost liên tục. Lần này thì Tamerborn ra tay thôi. Đừng để tao phải thất vọng nha Tamerborn. Và yes, Cider cuối cùng đã thuộc về mình rồi. Raihan nữa, con này láo quá vậy. Mày láo hả? Con này nó hay kiếm mình nó đấu nha. Láo thiệt chứ. Chúng ta sẽ cố hạ nó luôn nè. Rút máu chậm chậm nha các bạn. Rất sướng luôn. Cho mày chừa nha. Ây da. Cho mày chừa nè. Và ta-da. Em zombie Magic Cap của mình đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Và nó cực kỳ bự luôn. Trời, nó đang tăng kích cỡ đó kìa. Cả chép đã hóa rồng rồi các bạn ơi. Và nó đã hóa thành con zombie Gyarados.
hồi con này máu không à. Do nó bị sét đánh á, mồm nó cũng như là trên thân của nó đều là máu cả. Rồi bây giờ mình sẽ đến với em Magikarp kế tiếp nha. Ok, thế là chúng ta đã tiến hóa xong một con Magikarp rồi. Và đây là Zombie Magikarp nha các bạn. Quá xịn luôn. Rồi. Ok. Ở đây có gì hot không? Con nào nãy mình thu phục không được nè. Blitzo đúng không? Blitzo chơi mày luôn. Mình sẽ rút máu nó từ từ thôi. Chúng ta sẽ không hấp tấp. Đó, rút từ từ là được rồi. Hấp tấp như hồi nãy. Nó lại uổng công nữa. Ồ, hai con Blitzo luôn. Ồ, con kia bự hơn nữa chứ. Trời ơi. Ok, thu phục nó thôi. Cho mày chết nha con. Và lần này thì tưởng thành công chứ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi các bạn ơi. Tiếp tục kiên trì, tiếp tục cố gắng thôi. Lần này thì ta-da! Có thêm được em Pokemon mới nữa rồi. Đây có con boss Escan nè. Sẵn mình dứt nó luôn. Đánh boss để cho cái con Magikarp kia nó lên cấp. Tại vì mình có cái XP share mà. Experience share. Cái đó rất là xịn nha. Còn có một cái là experience on nữa. Cái XP on đó nó ngon hơn nữa. Nó tăng kinh nghiệm cho tất cả các Pokemon mà 6 con Pokemon mà đem theo luôn đó. Rồi, Itkan này có vẻ khó nhai quá ta. Khó nhai mình sẽ cố. Rất là đau rồi. Ok. Trời ơi. Bữa này có gì hot hay không? Đây nãy giờ vẫn chưa thấy một cái mon mới nào cả. Đây có một con gì nè. Đây là con so. Con này hình như nó xuất hiện ở Stream Hill nha. Bây giờ nó đã fit lại ở Savannah rồi nè. Võ sĩ. Võ sĩ lên núi. Lên núi ẩn danh hả mày. Ôi ui, làm một hit cái con Incineroar mình chết luôn kìa. Ghê vậy. Cho mày một skill nha con. Con kẹo dẻo này có vẻ cấu máu rất là mạnh đây. Một cái bon thôi. Ôi ơi, khó thu phục nha. Chắc mình sẽ tiếp tục với một quả Pokemon tiếp tục nha. Lần này thì không thành công rồi. Trời ơi, cấu máu gần hết luôn kìa. Cuối cùng cũng bắt được. Trời. Nidoran. Và bên đây có con chuột lửa nè. Con này cũng hiếm nha. Con là Cinderwheel nha các bạn. Chuột lửa cấp 1. Lẫm mày luôn bằng Livon nha con. Con này level 9 nè. Xịn nhang. Tưởng không thành công nữa chứ. Ok. Chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục đi luyện cấp cho em Magikarp này thôi. Rogan Rola cấp 16. Lẫm mày luôn. Liverborn xem nào. Rogan Rola. Thành công ngay. Quá xịn. Lit Leon hả? Thêm một con Pokemon nữa rồi. Sẵn mình sẽ Ember nó luôn. Ember nó có một xíu máu thôi. Fury Sweep nó nè. Cái skill này thì cấu nhiều máu hơn rồi. Mình sẽ Fury Sweep một cái nữa thôi. Chúng ta phải canh máu xong là chết. Mày quá nó chưa chết nha. Chắc phải
Coi em bơ nó một phát nữa thôi. Đều Lit Leon nè, cấp 1 với con Pyroth nha các bạn. Cái con mà mặt giống với con Singaleo đó. Rồi, Ember lượm nó luôn bằng Pokemon quá. Lượm mày luôn nha con. Ồ, xong rồi, quá xịn. Ok. Ở đây mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Bên đây có gì hot không? Sẽ mình vào luyện cấp với con Magikarp kia luôn chứ. Quên mất. Ok. Mình đang luyện cấp cho Magikarp gần xong rồi. Và ở đây mình thấy được một con đó chính là Horn Edge nha các bạn. Horn Edge. Chúng ta qua bắt nó thử nào. Quá đà rồi. Và Magikarp nó cũng tiến hóa luôn rồi. Đó, đây bắt đầu to ra kìa. Con này thì nó nhỏ hơn con Zombie Magikarp hồi nãy. Con này kích thước bự hơn một xíu. Đây ghi ra nó thường. Và cái icon nó không thay đổi ta. Gyarados thường nó cũng giống với con Gyarados Zombie mà. Rồi cái icon nhỏ nó không thay đổi, nhưng mà cái hình dáng thực sự thì nó đã thay đổi rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ở phía bên dưới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.